Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 16 tháng 4 năm 2024. Chuyện ông Donald Trump phải ra tòa ở tại New York từ ngày hôm qua và kéo dài trong suốt thời gian sắp tới, kéo dài khoảng chừng 6 tuần theo nhiều người dự đoán, là một cái chuyện là chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Một cựu tổng thống phải đối diện với một vụ xử hình sự. Và chính vì là một chuyện chưa có tiền lệ, cho nên có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc này. Nhiều người không biết, chẳng hạn như liệu ông có đi tù hay không, rồi khi ông đi tù có được bảo vệ, lực lượng mật vụ bảo vệ hay không, rồi tại sao nhiều rất nhiều chính trị gia cũng ăn bánh trả tiền thì tại sao không bị gì cả. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện ông Donald Trump phải đối diện cái phiên tòa hình sự tại New York liên quan đến một kiện được gọi là vụ trả tiền bịt miệng. Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi nào và câu trả lời ra sao, đó là phần trình bày của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Xin chào anh Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Chuyện ông Trump ra tòa thì chúng ta nói từ hôm qua tới hôm nay không biết còn gì để nói nữa hay không, nhưng mà có những cái thắc mắc, chẳng hạn như là ông đây lần đầu tiên ông ra tòa, thưa quý vị, ra ngồi tòa để xử, và theo luật của New York thì ông không được đi đâu cả, ông phải có mặt ở tòa. Và sáng nay chương trình FPT Morning chúng tôi cũng nói với quý vị là chánh án nó hoan mơ chân cũng đã cảnh cáo ông là nếu ông không ra thì sẽ bị bắt. Thực sự ra cái chuyện ăn bánh trả tiền cho đến giờ phút này thì theo như ông Trump là không có, và chúng ta cũng không biết có hay không, bởi chúng ta không phải là người thứ ba trên giường của hai người đó, và không biết cái chuyện hai người có trên giường có xảy ra không. Mình tạm cho là như vậy, coi như 50-50 không biết có hay không. Nhưng mà ông bị truy tố cái vụ á là ông đưa 130.000 đô la cho ông Michael Cohen để trả cho cái này, đó là theo lời ông Cohen nói như thế đó. Thì bây giờ là chúng ta đợi tòa xem là ở bên bồi thẩm đoàn họ xử như thế nào, là ông Trump nói thật hay ông Michael Cohen nói thật, hay thậm chí là cô Stormy Daniels có thể sẽ ra làm nhân chứng, thì họ sẽ nghe xem bên nào nói thật, là tùy cái quyết định của 12 bồi thẩm viên đó. Chúng ta không biết được là họ sẽ xử như thế nào, đi về đâu. Nhưng mà có cái điều là chúng ta thấy là cái bồi thẩm đoàn đó là có vẻ không có lợi cho ông Trump, bởi vì trong cái khu này là khu cử tri dân chủ nhiều. Thì bây giờ theo dự trù là tòa sẽ hỏi khoảng 500 người, gạn lọc từ 500 người đó ra lấy 18 người, trong đó 12 người chính thức và 6 người dự bị đó. Thì người ta bảo rằng là chọn giờ bốc 500 người ra chắc hết 499 là dân chủ, có một là cộng hòa thôi, thì làm gì làm cái bồi thẩm đoàn này cũng là bồi thẩm đoàn dân chủ. Nhưng mà bây giờ luật nó như vậy thì biết sao bây giờ, không thể làm gì khác được. Ông Trump đã từng xin sang Long Island nhưng mà ông chánh án không chịu. Thì câu hỏi đặt ra đây là nên chăng trước khi chúng ta phạm tội, chúng ta nên coi là chúng ta sẽ bị xử ở đâu, cái bồi thẩm đoàn đó ở vùng nào, cũng nên nghiên cứu lắm. Nhưng mà khổ cái không ai nghiên cứu đó, bởi vì không ai nghĩ là mình có tội nữa. Khi mà làm cái gì người ta đều nghĩ ta làm đúng đó. Bởi nếu mà không đúng thì đâu ai làm, đúng không? Còn nếu mà biết là có tội thì làm chi? Đó, chỉ sau khi mình làm mới biết mình có tội. Đó, thì cái đó lại phải chứng minh là mình có cố tình hay không. Nếu không cố tình thì coi như mình được chấp án. Còn nếu mà mình có cố tình mình làm mà nó sai luật thì mình bị. Đây mình cố tình mình làm mà nó sai luật mới bị nha, chứ còn đúng sai đây không nói. Bởi vì khi mình cố tình làm ra mình phải nghĩ là mình đúng, hoặc ít nhất là mình nghĩ mình không có sai. Đúng quý vị, tôi tin là tất cả mọi người trên vũ trụ này có suy nghĩ một cách cơ bản. Khi họ làm gì họ đều nghĩ ít nhất là họ làm đúng. Còn không đó là họ sẽ nghĩ là gì? Tôi làm không sai. Nhưng vẫn bị tội như thường, bởi vì sai là sai với luật. Đó. Thì ở Mỹ này là nó có cái luật. À, anh sai thế bây giờ ra bồi thẩm đoàn hoặc ra chánh án coi là cái sai đó của anh cố tình hay không. Đó là vấn đề, đúng không Long? Đó. Đó là mở đầu cái câu chuyện như vậy, xin mời anh tiếp tục. Thì câu chuyện phiên tòa đã diễn ra, nhưng mà có nhiều câu hỏi nhiều người đang đặt ra rằng là nếu ông Trump bị kết tội
liệu ông có phải ngồi tù hay không. Thì thưa quý vị, trong cái vụ án này, điều mà chúng tôi phải nhắc lại một lần nữa, ông Trump không phải bị xử vì cái chuyện gọi là ăn bánh trả tiền hoặc là dùng tiền để mà kêu người khác đừng có kể câu chuyện đó ra. Ông bị xử là vì cái số tiền mà ông đưa ra, ông chi trả cho cái vụ tiền bịt miệng này, ông lại ghi trong hồ sơ sổ sách là một cái số tiền dùng cho việc khác. Và đó là điều phạm luật của New York. Thì trong cái vụ mà án mà đang xử ông Donald Trump hiện nay ở tại Manhattan, thì ông bị gọi là cáo buộc tới 34 tội. 34 tội này, mỗi một tội nếu mà bị kết án thì bị là 4 năm. Thì 34 nhân cho 4 năm thì con số ra phải là hơn 120 năm. Thì những vấn đề ở tại tiểu bang New York thì họ giới hạn bao nhiêu tội gì đó, nhưng mà chỉ nằm ở mức là 20 năm. Và cái tội của ông 34 tội này là tội hình, nhưng được xếp hạng Y là cái hạng tội hình mà nhẹ nhất trong cái luật của New York. Thì trong cái sự việc này, nếu mà ông bị kết tội, không có nghĩa là tất cả toàn bộ 34 tội, một vài tội, một tội không đã là 4 năm, hay là người ta dự đoán nếu mà ông Trump mà bị kết tội chừng vài tội trong đó, thì thời gian ông ở tù maximum là 20 năm, hoặc là nếu mà ít hơn thì nó cũng nằm trong khoảng chừng trên dưới 10 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các chánh án xử, trường hợp điển hình là chánh án Juan Merchant, thì ông sẽ có nhiều cái khía cạnh để mà cân nhắc. Ông Trump không phạm tội hình sự trước đó, có một cái lý lịch tốt, có thể rằng là ông chỉ cho là ok, có thể là chỉ là tù treo ở nhà thôi, hoặc là những cái bản án nó nhẹ hơn. Thì đó là những cái sự dự đoán cho cái câu hỏi là liệu ông Trump có vào tù hay không, thưa anh Dũng. Vào chứ, nếu mà bị thì phải vào chứ anh. Nhưng mà vấn đề là nếu mà vào tù thì cái chuyện bảo vệ ông sẽ như thế nào? Thì đài CNN họ có hỏi bên Secret Service cơ sở một vụ đó, là họ có dự định cái gì nếu mà ông Trump bị tù hay không. Thì một phát ngôn viên cơ quan nói rằng là cho đến giờ phút này thì chúng tôi không thể nói gì được về chuyện này. Chúng tôi no comment, không có giải thích. Tức là chưa bao giờ có cái tình trạng xảy ra như vậy. Một cựu tổng thống bị tù mà cựu tổng thống chúng tôi phải bảo vệ suốt đời. Thành ra chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi này. Đó. Thì quý vị biết rồi đó, là tổng thống và đệ nhất phu nhân là coi như được bảo vệ suốt đời, trừ khi là họ từ chối. Họ thôi tôi không cần bảo vệ. Đó. Thì lúc đó thì Secret Service mới không bảo vệ họ thôi. Còn bây giờ hỏi Secret Service là nếu vô tù thì có bảo vệ không thì cái đó người ta không biết. Người ta không trả lời được. Khó chứ anh. Sao? Khó trả lời chứ. Tại chưa bao giờ xảy ra. Không phải khó trả lời. Đó là họ không có trả lời. No comment. No comment. Khó trả lời là trả lời được. No comment là không trả lời. Cái chuyện này nó cực kỳ khó. Anh cứ tưởng tượng đi. Chúng ta biết trong cảnh của trong nhà tù, thì coi như ở trong đó là 24/24 rồi, đâu có đi đâu được. Rồi sẽ có những lúc ngồi ăn chung với tù, rồi những lúc đi ra ngoài đi bộ, rồi nằm trong bốn bức vách. Thì bây giờ chẳng lẽ các Secret Service đi vào ngồi trong tù đó 24/24. Mà cái đội ngũ mà Secret Service mà thường đi theo các vị cựu tổng thống đó, họ có thí dụ có hai người đi theo, hai người đi theo suốt đời luôn. Đúng rồi. Chỉ có hai người đó thôi chứ không phải là có một cái rotate. Bây giờ chẳng lẽ hai người đó ngồi 24/24 trong suốt thời gian một cựu tổng thống ở tù. Thì chuyện đó là tôi thấy rằng là nan giải nhưng nếu mà có chuyện tù xảy ra. Đó là tại vì anh nói là nan giải, anh quên mất một điều là anh chắc tôi phải lấy lại quốc tịch của anh quá. Mình đang nói về luật nha. Mình không nói cái chuyện mà mình tưởng tượng ra, đang nói về luật. Tổng thống phải được bảo vệ cho tới khi tắt thở, trừ khi tổng thống từ chối, được chưa? Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. Còn mà anh nhốt ở đâu, nhà đâu chúng tôi không cần biết. Đó, nếu bây giờ nhốt trong cái nhà tù đó thì nó sẽ có những quy định của sở vật vụ là bảo vệ cách bao nhiêu hàng rào, bao nhiêu xe, là ngày đêm kiểm soát như thế nào, này đó là chuyện họ làm. Thì họ sẽ phối hợp với nhà tù để tìm một phương cách nào đó.
mà nó vừa phù hợp với luật nhà tù, vừa phù hợp với luật bảo vệ cựu tổng thống, được chưa? Mình không trong ngành nó mình không biết, nhưng mà cái chuyện nếu mà ông tranh án nó phán quyết tù lại phải vô tù, và chuyện vô tù đó không thể bị, không phải bị vô tù mà mất đi cái quyền bảo vệ của Secret Service. Tôi hiểu vậy đúng không? Đúng không? Hai luật nó sẽ chồng chéo với nhau, chuyện là quý vị dàn xếp cho chuyện quý vị để làm sao mà, tại vì nếu mà mấy ông Secret Service mà ông không bảo vệ thì ông mất việc, ông bị ở tù luôn, vi phạm luật là không bảo vệ cựu tổng thống, đúng chưa? Là tôi phải bảo vệ thì họ sẽ làm việc với phía nhà tù như thế nào chúng ta chưa biết. Đó. Đó. Có thể là cái phòng đó là cái phòng chớp đèn, đèn chớp để tù nhân đi ngang biết à đây là phòng tổng thống bị nhốt, ngay không được lại gần đó, theo quy định của Secret Service. Rồi có thể là cứ bao nhiêu phút, bao nhiêu ngày phải chất chó vào để ngửi có bom mìn này kia không. Đó. Đó là những cái routine, những luật, những việc người ta phải làm hàng ngày, biết không? Anh không ở trong ngành đấy, tôi không ở trong ngành, nhưng mà tôi đoán được cái chuyện đó. Tôi chỉ biết điều theo luật của Mỹ là anh phải tuân thủ thôi. Ok, đó. Thì tôi chỉ đưa ra cái thắc mắc là bây giờ nếu mà ông đi, nếu mà có một ông tổng thống đi vào tù, thì trong tù lại có thêm hai người nữa, là hai người bảo vệ cũng tù luôn. Đó là cái chuyện thực tế. Cái đó không thể gọi là tù được. Cái đó không thể gọi là tù được. Bây giờ tôi đang làm vào đó, tôi bảo vệ 24/24 trong tù. Mà tôi ngồi trong tù thì phải, có phải là tôi đi vào tù không? Công việc của anh mà, anh đâu phải tù, anh sẽ không phải được, anh sẽ không phải mặc áo tù nhân. Ok, khi mà ông Trump vào đó là đội câu lạc bộ bóng đá Juventus sẽ đưa trong cái áo để ông mặc. Còn anh là bảo vệ, anh là siêu siêu viện, sao anh được mặc áo đó? Anh không được mặc áo đội Juventus, ok? Thưa quý vị, chưa gì chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà debate một tổng thống, cựu tổng thống đi vào tù, phải nói rằng là chuyện rất là nhức đầu vì chưa bao giờ có tiền lệ. Còn những câu hỏi khác thì sao, bây giờ trong cái phiên tòa xử nó như thế nào, rồi cái việc ông Donald Trump phải ra tòa mỗi ngày ra sao? Xin quý vị giữ băng tần SPTN, chúng ta sẽ đi từng chi tiết trong phần tới. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Một câu hỏi có thể đang được đặt ra là trong phiên tòa xử ông Trump liệu có đặt được camera quay phim hay không? Thì câu trả lời là không. Thì đây là một cái quy định của các tòa, hầu như là rất nhiều tòa trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên ở New York thì cũng có một cái sự giới hạn trong chuyện này, không phải là hoàn toàn cấm nhưng mà cũng tùy theo vị quan tòa. Và trong cái phiên xử sơ thẩm vào năm ngoái thì chánh án Juan Merchant thì đã ra lệnh là không cho phép quay phim. Cho nên trong cái vụ này thì chúng ta dự đoán rằng là sẽ không có được quay phim trong phiên tòa xử ông Donald Trump. Thì đó là một cái câu hỏi liên quan đến chuyện quay phim. Và chuyện này cũng cũng có khá là ồn ào. Ngày hôm qua, một số phóng viên họ kể lại rằng là trong lúc mà xử thì ông Donald Trump ngủ gục. Mà ngủ gục, đầu thì gục xuống dưới ngực, rồi miệng thì há ra. Thì họ viết ra như thế, thì bên phía ban tranh cử ông Donald Trump thì nói rằng là những phóng viên như thế là phóng viên fake news, tạo cái hình ảnh không có đẹp cho tổng thống, ông lúc nào là cũng tỉnh táo để mà đối phó những vấn đề ở trong trong tòa. Thì thưa quý vị, nếu mà có được có máy quay phim thì người ta sẽ không cãi nhau những chuyện như thế, thưa anh Dũng. Dạ, tại biết có người ngủ cho nên không cho quay. Nhưng mà cái đó là những cái chuyện kỹ thuật của nhà tù, của vấn phiên xử thôi. Cũng như là cái chuyện là ông Trump sẽ phải hầu tòa mỗi ngày không, chúng tôi đã nói nhiều lần là ông theo luật của New York ông phải có mặt tại tòa nhiều lần. Người ta chú ý đó, chú ý, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất đó, là bây giờ người ta chú ý nhiều nhất là liệu bồi thẩm đoàn kết tội ông hay không. Mà như tôi nói hồi nãy quý vị, là cái bồi thẩm đoàn này là không có lợi cho ông Trump, bởi vì đa số là cử tri dân chủ, người của đảng dân chủ, họ chẳng ưa ông tí nào cả, thì nhiều phần ông có thể bị kết tội. Nhưng câu hỏi lớn nhất là cái chuyện kết tội này có ông ảnh hưởng cuộc bầu cử ông hay không vào ngày 5/11 tới đây. Và chúng ta thấy là trong thời gian qua ông bị coi như là mấy vụ luôn, ra tòa ra tới đâu thua tới đó, ra tới đâu thua tới đó. Thấy không? Bị thua cái vụ bà E. Carroll là tổng cộng bao nhiêu, 93 triệu, phải không? Thua cái vụ
nâng khống tài sản ở bên New York đúng không? Yeah. Bị 400 mấy chục triệu đúng không? Rồi cái phiên tòa này ra ba cái kháng án xin nghĩa là hoãn vô thời hạn đều bị thua hết. Và có thể phiên tòa này ông cũng bị thua luôn. Bị kết tội luôn. Có ảnh hưởng gì không Long? Ảnh hưởng đến bà con không? Có một bầu cử của ông không? Theo anh? Không. Tại sao không? Những người ủng hộ ông Donald Trump vẫn tin rằng là ông là nạn nhân trong một cái gọi là deepfake, là những cái chính thế lực ngầm muốn triệt hạ ông rồi. Bởi vì họ tin rằng ông là con rời, cho nên là ông phải được miễn nhiễm trong những cái chuyện này. Thì có một cái câu hỏi người ta cũng đang đặt ra rằng là sao miễn nhiễm là sao? Anh miễn nhiễm là sao? Có nghĩa rằng là ông có làm tội thì cũng không ai được bắt tội ông. Họ tin là như thế. Ông không bao giờ làm tội cả. Đó, họ tin như vậy. Họ đây là ai? Họ đây là họ là những người tín đồ của ông. À. Mà như vậy thì liệu có đủ để trong thắng cử không? À. Họ thì ý đó họ vẫn tin như thường. À nhưng mà tôi hơi đi nghiêng một phía, không chính xác cái vấn đề được đặt ra là những người trung dung họ nghĩ gì? Đó là thành phần mà quyết định kết quả cuộc bầu cử. Thì các cuộc thăm dò đều cho thấy nếu mà ông Donald Trump bị kết tội hình sự thì họ sẽ không muốn ủng hộ cho một người là tội phạm hình sự trở thành tổng thống của nước Mỹ. Đó là đa số những người trung dung họ đưa ra cái cách nhìn như thế Thành Dũng. Nhưng mà cũng có thể họ thay đổi. Anh nghĩ sao? Vì họ bảo là cái bồi thẩm đoàn dân chủ không có trung thực. Tại sao không xử ở Long Island mà lại xử đây như vậy, là cái phiên tòa này là không có bằng trong Trump? Thì tôi vẫn ủng hộ ông Trump thì sao? Tôi đang nói những người mà trung dung nha. Bây giờ MAGA bỏ qua bên là không kể rồi đúng không? MAGA là dù ông Trump bị xử không bị xử, chúng tôi vẫn bầu ông, bởi chúng tôi không bầu ông tôi chết, tôi tắt thở đúng không? Đó, miễn bàn. Bây giờ anh nói cái nhóm trung dung nè, đó. Bây giờ họ nhìn họ thấy nha, ông Trump xin đi lễ ra trường con mình không cho nè, rồi ông Trump xin rời qua Long Island không cho nè, rồi bây giờ cái là chọn những bồi thẩm viên này vô là đâu có lợi đâu. Thế bên phiên tòa này cũng là chẳng khác gì phiên tòa kangaroo. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người bình thường nào ở nước Mỹ, đặc biệt những người trung dung, họ đều tôn trọng cái hệ thống luật pháp của nước Mỹ. Tôi muốn nói về từ hiến pháp cho đến các vấn đề liên quan đến những cái thủ tục về hành chính. Họ, những người trung dung và những người bình thường của nước Mỹ, họ đều tôn trọng hệ thống tư pháp. Những cái quyết định của tòa, họ đều tin rằng là có những cái protocol, có những cái thể thức. Và qua những thể thức đó, người dân Mỹ được bảo vệ cái quyền lợi về luật pháp của họ. Nhưng mà trường hợp ông Trump là một trường hợp khác, anh thấy không? Trường hợp khác, sáng nay anh thấy trên cái thăm dò của AP và NORC, anh thấy rõ là đa số người Mỹ nghĩ rằng là cái hệ thống tòa và các bồi thẩm đoàn sẽ không có công bằng với ông Trump, anh thấy không? Anh học nghĩ vậy, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Tức là họ biết là bây giờ khoan nói đúng sai ở đây. Nói thẳng luôn nè, họ nghĩ là ô cái ông Trump này, ông ăn nói bạn trợn nè, ai ông cũng chỉ trích, ai cũng tấn công, thì bây giờ bị như vậy là đúng. Đúng không? Nếu mà tôi thân thiện với anh thì không bao giờ anh ghét tôi hết. Mà đây là cái lối ăn nói của tôi, nó không thân thiện với anh mặc dù tôi nói đúng. Thì anh bảo mày thằng cha nó nói đúng, nhưng mà nó nói ăn nói bố bá quá, nó bậy bạ quá, ăn nói nước miếng chăn tùm lum đại khái, tôi ghét cha này. Được không? Thì rõ ràng là anh không có công tâm với tôi rồi. Đúng chưa? Mặc dù là điều tôi nói là đúng đó. Anh nghĩ sao về cái chuyện đó? Nếu mà anh đưa ra những cái lập luận như vậy em sẽ đó thì không, nó, thì sáng nay cái AP nó nói vậy đúng không? Sẽ đi đến một chỗ nào là tại sao không đem ông Trump lên sao hỏa luôn, cho chẳng có một cái gọi là một cái bồi thẩm đoàn bất lợi. Nhưng mà lên tới đó ai là người xử thì cũng sẽ tiếp tục có một câu hỏi khác, tại sao lừa ông sao hỏa mà không lừa ông ở bên sao kim, hoặc là lừa một cái người nào whatever. Chúng ta cũng không có định giới hạn được những cái suy nghĩ, mà nếu mà cứ đặt ra như thế, vấn đề chúng ta quay trở lại rằng là nước Mỹ có một cái hệ thống luật pháp rất là vững chắc, và người dân Mỹ phần lớn họ tin vào cái hệ thống đó, và những gì đang diễn ra chúng ta thấy đều là công khai. Thì cái chuyện mà đi đến một cái gọi là giải pháp tuyệt đối, có thể rằng là con người ta chỉ có đến một cái sự gọi là một câu trả lời tuyệt đối khi chúng ta tắt thở thôi thì anh Dũng. Tôi đồng ý với anh đó, nhưng mà ở đây chúng ta không thể nói chung chung, mà tôi phải nói cụ thể. Cụ thể ở chỗ này, thấy không? Chuyện anh nói lên sao hỏa sao gì tôi ok, tức là không, là nói đó là coi như là
họ bựa ra cái gì nói nữa. Nhưng mà chúng ta không thể nào không đi vào cụ thể cái chuyện này. Bây giờ nè, ông Trump nếu giả sử bị kết tội nha, và cái số người mà hãng AP và NOC họ thăm dò đó, số người lớn họ nói là đa số nói là ông Trump nhiều phần họ hoài nghi, đây bây giờ nói thẳng nguyên văn là cái thăm dò này, họ hoài nghi là ông Trump được đối xử một cách công bằng, đúng không? Hoài nghi thôi nha. Đó thì tôi đang muốn nhấn mạnh một chữ hoài nghi đó. Bởi mình khoan nói là con người ta là suy nghĩ đúng sai, có lý không có lý gì bỏ qua hết. Tôi đang nói là một thực tế nè. Một thực tế nè. Anh bị bản án đó là đúng. Tôi tin vào cái hệ thống pháp luật của nước Mỹ này. Không có gì tranh cãi hết. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hoài nghi cái bản án này với anh. Đó, tôi vẫn hoài nghi nha. Tôi hoàn toàn ủng hộ hệ thống này nha. Tôi nghĩ là anh bị tội là đúng nha, anh bị kết án là đúng, không sai gì cả, không có nói năng gì hết, xong chốt. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hoài nghi cái gì đó, cái tòa này không công bằng với anh. Đó, chính cái đó đó là tôi sẽ coi như lưỡng lự, là tôi không biết là tôi nên bỏ phiếu cho anh hay không nên bỏ phiếu cho anh. Đó là cái xác suất mà mình không biết, anh nghĩ sao cái đó. Đó là những cái mà chúng ta không thể biết được. Đó, tôi nhắc lại nha, những gì anh nói tôi hoàn toàn đồng ý và người ta cũng đồng ý luôn. Ồ, thỏa đã phán quyết rồi, xong. Anh có quyền kháng án. Nhưng mà tôi vẫn thấy là một cái gì đó nó không công bằng với anh. Anh nghĩ sao cái yếu tố đó? Trong cái chuyện này tôi cũng không thể nào trả lời được cho tất cả suy nghĩ của người khác. Cá nhân rồi, rồi, rồi anh không trả lời. Tôi không trả lời được. Rồi, anh không trả lời được, tôi đồng ý luôn. Bây giờ anh cho tôi cái quyền được không? Mời anh. Dạ, là bắt buộc anh phải trả lời. Đây là một cuộc thi. Anh mà không trả lời anh rớt, anh phải đậu cái này là anh trả lời được không? Đó. Anh thử vận dụng thì nó có cách nào để giải thích cho bà con mình hiểu cái tâm tư của người dân Mỹ trong cái chuyện này. Tức là gì, nó xin nhắc lại quý vị nhá, tất cả hoàn toàn hoàn hảo hết, không gì để cãi hết. Nhưng mình là con người, cử tri là con người, nó vẫn có gì đó là cái bản án này có vẻ không có gọi là công bằng với ông Lâm. Tôi thấy vẫn thấy cái gì đó nó gọi là không có đầy đủ đó. Rồi bây giờ ông Long bảo không trả lời, bây giờ ông cho tôi cái quyền là bắt ông trả lời thì anh trả lời được, có cách nào để cho bà con biết không? Trong cái chuyện này những cái đó tôi cũng nói luôn là tôi cũng không tìm được câu trả lời cho. Tức là cũng chịu thua luôn. Cũng chịu thua luôn. Dạ. Anh cho tôi trả lời. Mời anh, mời anh. Tôi hy vọng là mời anh. Dấu vị đây là ẩn số. Tôi Minh Long và quý vị có thể đồng ý là ông Trump có bị xử như thế nào, có bị nói như thế nào, cái số người ủng hộ ông từ trước giờ đó, hết lòng hết cả trí khôn là coi như không thay đổi. Cái người mà ghét ông cũng không thay đổi luôn, đúng không? Chắc chắn họ sẽ không bầu cho ông. Chắc chắn điều đó. Bây giờ chỉ còn nhóm người ở giữa. Mà nhóm người ở giữa này đó, thì họ nếu mà ghét ông là coi như xong hàng, xong văn hàng. Nhưng mà khổ cái thăm dò cho thấy là họ thấy, họ hoài nghi. Họ hoài nghi là cái hệ thống này cho dù hoàn hảo đến cỡ nào cũng không thể công bằng với ông Trump. Bởi vì do ông có những phát biểu linh tinh, đúng không? Giống như tôi nói cái điều này đó, tôi nói điều đúng, anh Long bảo cha nói rằng nước miếng quá, tôi không thích. Mà chuyện đó có. Tức là người ta nói là vì ông Trump khiêu khích tòa án, coi thường tòa án, phát biểu linh tinh tòa án, thì các ông chánh án và các bồi thẩm viên cũng là con người, nhiều khi người ta bực mình bảo cha này phải cho bài học, bực mình quá. Nhưng mà đương nhiên họ không nói cái đó ra, đúng không? Họ sẽ dựa trên luật là tôi phán quyết anh, nhưng mà nó vẫn có cảm tính trong đó. À. Thế thì bây giờ cái cảm tính đó là có một số người họ nhận được cái điều đó và họ nói là sẽ không công bằng với ông Trump. Nhưng mà một mặt họ cũng tin tưởng vào hệ thống tòa. À. Thì đây là cũng là ẩn số luôn. À. Và thưa quý vị, nó sẽ thay đổi trong những ngày tháng tới và nó ảnh hưởng một số cử tri mà ở giữa này đang lưỡng lự. Có điều chúng ta không biết là bao nhiêu người đang nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như tôi với Long đây, đúng không? Tức là họ biết là phiên tòa đúng, nhưng họ vẫn coi như là gì? Nghi ngờ cái gì đó. Thì một là họ quyết định bỏ phiếu cho ông Trump hoặc không bỏ phiếu. Hai là họ bảo thôi, tôi nghi ngờ này không bảo đảm, tôi không đi bầu. Để tôi khỏi bầu lộn, đúng không? Bây giờ không bầu trong cũng lộn, mà bầu trong cũng lộn. Tôi thà tôi không bầu. Nó cũng có thể có xảy ra chuyện đó, anh nghĩ sao? Thì có muôn vàn cái giải pháp trong cái vấn đề chính trị. Khi nói về cái công việc này, những cái giải pháp chính trị là cái chuyện nó phải nói rằng là nó có muôn vàn biến hình
thiên hình vạn trạng. Nhưng mà nói về mặt luật pháp thì chúng ta chỉ biết rằng là tất cả mọi cái khuôn khổ luật pháp của nước Mỹ nó đều có những cái bước rất là rõ ràng và cụ thể, và mọi người không ai mà không thấy những cái bước đó. Thì trong cái việc này, khi mà xử án ông Trump, cho dù những gì mà cho rằng ông bị xử bất công hoặc là ông xử một cách hoàn hảo, đó vẫn chỉ là cảm tính. Cuối cùng là cái thể thức mà chúng ta đang chứng kiến, đó là thể thức phải được áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng mà trong những ngày vừa qua chúng ta đều thấy một chuyện. Nếu nói rằng người ta nghi ngờ về một phiên tòa không có công bằng cho ông Trump thì chuyện đó chúng ta chưa thấy. Tại vì ngay từ khi chưa bắt đầu phiên tòa và ngay cả ngày đầu tiên của phiên tòa, ngày thứ hai phiên tòa là ông Donald Trump đã ra rã chửi ông quan tòa rồi. Và nếu trong trường hợp khác thì chúng ta đã bị đi tù, nhưng ông Donald Trump vẫn không bị đi tù. Thì cho thấy, thưa anh Dũng, ngay từ đầu hình như cái nghi ngờ của anh rằng là sợ rằng ông Trump bị đối xử bất công đó, nó đã không xảy ra mà nó đi theo chiều hướng ngược lại. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chị xoáy tin ngày hôm nay. Mai Phạm Long, Đỗ Dũng chúc quý vị gia đình một ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình FPTN Morning sáng ngày mai, thứ tư 17 tháng 4 2024.